1664 Blanc. Đi vị chất, mở bất ngờ cùng The Mask Singer Việt Nam. Xin mời Voi Bản Đôn. Có cái lồng đen đó kìa. Rồi mắc gì anh nhảy theo? Mắc gì câu tôi? Thôi. Nghiêm túc lại nào thưa quý vị. Vừa rồi chỉ là một cá tính khác của tôi mà thôi. Ủa em có hả? Có. Anh thấy cái đó thường trực của em thì có. Không có. Anh sao em nghiêm túc lắm, em là người sâu sắc mà. Mày đang nhảy dây chi vậy Voi? Sao nên ra cái tiết mục nhảy dây dễ ơ rồi vậy? Thiệt á, hồi nãy mà nó xém té rồi đó, trợt một thầu cái tự nhiên khỏi ca. Cái mặt ta luôn á, sợ là sợ luôn á. Năm ngoái là bà Phượng Hoàng bà lồi đầu bà ra một lần rồi đó. Cái đầu bằng ba cái đầu người ta mà nhảy dây nữa. Nhưng mà cũng đề phòng chứ ôm đầu mà lúc nãy là ôm nguyên cái đầu này không thể nào mà có thể lộ được ta. Voi để ý nha, rất thích te nha. Cái gì te vậy nè? Cái học ba lê ấy anh. Ba lê đồ đó. Voi ơi, bộ sàn nhà chưa đủ sạch sao mà còn lau nữa. Anh ơi, muốn phải cho rất phải cho Voi nó ba đồ với con hà mã đó. Ờ đúng á, thiệt á, hai con này. Và cho nó ngồi trên bập bên anh cho nó làm thuốc luôn á. Mình phải phái con Voi với con hà mã ba đồ đận chắc. Đúng rồi. Cùng năng lượng được. Có khi quánh nhau luôn á, quánh thiệt á. Nó quạo mà. Nhưng mà con hà mã thì ở dưới nước, còn con Voi thì lại ở trên núi. Không được, không bê tờ được. Mắc gì không được. Từ chối battle. Kiên quyết battle. Và xin thí sinh coi lại thái độ của mình. Chúng tôi hoàn toàn có thể khiến cho khán giả loại. Khán giả ơi, khán giả có muốn loại Voi không á? Dằn mặt chúng tôi. Không dằn mặt ạ. Thắng ba anh chị đóng vai loại thôi, cho em vai cứu Voi đi chứ giờ tội nghiệp mà quá. Theo những dữ liệu chúng tôi nhận được, có thể rút ngắn gọn là Voi đã từng mở nhà hàng hoặc một tiệm dessert gì đó. Và đã đóng. Voi cổ phần mà cả anh à. Ghen quá, ghen quá. Anh Hành có tay trong. Ghen ghê. Là đã từng mở hay là sắp mở? Không, là cổ phần đấy. Cổ phần cùng với cả cái chủ của anh à đấy. Anh. Ba mặt một lời luôn. Sao mấy em, nó bữa nay nó thiếu máu não nên là nó nói điên nó khùng. Trời. Thật ra ngày hôm nay thì Voi sẽ mang đến đây một ca khúc rất là rung động tình cảm, một bài hát từng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam. Voi Bản Đôn sẽ kết hợp cùng một rapper rất nổi tiếng trong chương trình Rap Việt. Dữ vậy sao? Quá điều kiện mời rapper nổi tiếng về đây hát luôn. Nhận xét tiết mục Hoành Tá Tràng vừa rồi. Trời ơi, một fan hâm mộ cứng cựa của Voi. Xin mời Trấn Thành. Tiết mục này cũng thường thôi. Trời. Tiết mục dàn dựng sơ sài. Cho lên những con khủng long hát ở đầu thì sừng sững, lúc vô thì xẹp như cá khô. Nói chung là ca cũng bình thường. Bài đặt ca không nổi, bài đặt kêu rap vô nó kéo hơn. Nói chung là tôi thấy tiết mục này cũng thường thôi. Mà đi đây nè, nhìn đây nè. Điểm nhấn đây nè. Điểm nhấn kìa. Bỏ cổ phần luôn. Bỏ cổ phần luôn hả? Ông Voi, ông nhìn đi kìa, nè. Kìa, nhìn trước ngực kìa. À quên, nó không nhìn được. Chỗ nhìn của em nó thế này nè. Không nhìn được à, hả? Tức là cái gỗ bông mà Voi tặng ở những tập trước á, anh đang gắn trên ngực trái của anh ngay vị trí trái tim. Ngay trái tim luôn. Ghê chưa? Ta đang thương yêu chưa gì hết trơn. Ý anh Thành là còn ngăn trái chứ hạt kìa, màu anh, đó. Anh. Ông đang nhìn đó, ông đang ông đang mở. Đầu lên ông mới thấy. Cái lỗ bà đã ít rồi mà mở lên vậy rồi khán giả dưới người ta khấy hả hết trơn rồi. Quá trời bà rồi. Nói chung là bữa nay Voi rất là thông minh. Voi hiểu mình mạnh điểm nào, Voi biết mình đang làm cái gì trên sân khấu. Chắc là bữa nay do cái vía Mira tốt tới truyền cái năng lượng này, là đây là những cái thí sinh rất biết mình phải làm gì khi cơ hội đến với mình. Chưa nói đến độ hay dở thì chắc chắn là được như thế rồi. Mira ơi. Dạ.
Em thấy phần trình diễn vừa rồi của Joy như thế nào? Đầu tiên cho em xin phép chào Voi nha. Dễ thương quá. Cảm ơn Voi rất là nhiều vì đem một tiết mục rất hay đến cho tất cả ban cố vấn. Và rất là cảm xúc, cảm ơn Voi. Chúc mừng nha. Phim tài liệu Voi bản đôn, hành trình chinh phục 100 điểm karaoke. Năm 2008 2008 à? Bản làng một tập. 2008 là 15 năm á. Gì lâu dữ. Chắc là xưa đi hát sớm rồi đó. Thiếu nhi này nè. Hay đi thi một cuộc thi gì đấy. Bản làng chắc là cuộc thi là ở dưới quê. Đó, dưới nơi Voi sống. Tỉnh, tỉnh, tỉnh. Voi ơi, mình chia sẻ thêm một tí xíu về những dữ liệu này cho. Không được. Không muốn nói. Ừ nhưng thôi, mấy vòng trước nói nhiều quá rồi. Vòng này mình im lặng một tí cho nó khác đi cũng được. Nó nên tĩnh lặng như một mặt hồ đi. Nên tĩnh lặng như lúc mà coi thiền thiền ấy. Cái này nó cũng là một tín hiệu của vũ trụ ấy thôi. Chứ cho mình được mọi mascot khác có ai hỏng mic đâu. Giận rồi, giận rồi. Không cho nói rồi. Buồn rồi, rồi. Nó suy sụp á. Tôi đau đớn. Tôi gục ngã. Nhưng Joy tìm thấy được danh tính của mình. Vì thế do bị loại. Vì thế do bị loại. Ê, bớt tỏ ra dễ thương nhõng nhẽo nha. Chả rớt mất kiến rồi nha. Đừng đe dọa, đừng đe dọa. Do dễ tổn thương. Xạo quá rồi kìa. Em nghĩ là Joy này chắc là cũng còn trẻ lắm. Khoảng độ tuổi chắc 15-14 gì đó. Diễn à. Chắc đây cũng là một trong những người anh trai của em ở trong nghề. Em gặp anh ấy trước khi mà em sang Mỹ ạ, là khoảng cũng gần 7 năm về trước. Và tính cách của anh ấy cho đến nay càng biểu lộ được trên sân khấu nhiều hơn là một người rất ngọt ngào và một người đặt hết tâm huyết của mình vào trong những cái bài hát và rất là cảm xúc. May nó dùng cái từ ngọt ngào là đúng cho em đó. Cái người đàn ông này á, bạn mình thấy nhoi kiểu gì nhoi chứ. Tới lúc nó nói chuyện là chân thành. Nó nhoi kiểu gì nhoi, làm gì làm giả gì giả. Tới lúc nó làm thể hiện ra là chân thành. Chân thành là cái làm sao mà giấu hả trời. Dạ. Voi hát luôn luôn hát bằng cả trái tim của mình. Dù kể cả sân khấu có nhỏ hay là lớn, hay sân khấu chỉ có một người đi chăng nữa thì Voi vẫn hát. Chia sẻ một kỷ niệm nữa. Nhưng mà khoan, suy nghĩ thật kỹ là kỷ niệm đó là nó có gần gũi danh tính của Voi hay không? Giờ thôi mời Joy vô. Mời vô. Trời dầu chẳng khán giả người ta còn đón đồ hùm hùm đồ chứ khai quá rồi, nó nhiều manh mối quá. Mira. Ha. Chết nhớ. Biệt đội áo đen đưa Voi vào trong nghỉ ngơi. Mục 664 Blank. Đi vị chất. Mở bất ngờ cùng The Max Singer Việt Nam. Điều em không muốn nay cũng đã đến. Tôi đã nghe thấp thoáng đâu đó những tiếng thở dài từ người anh ba nốt nhạc của tôi. Từ anh ba nốt nhạc của tôi. Nhưng mà Búp đã ghi điểm số cũng sẽ được tính bởi những cái tên này. Đầu tiên, cố vấn Bích Phương đã dự đoán đó chính là ca sĩ Dục Hà. Ngay cái vòng 1 mà hát kiểu đó là nghĩ như vậy là đúng đấy. Tostin. Thôi. Dự đoán. Hay mình giấu luôn đi anh. Ca sĩ Trần Duy Khang. Tôi là không ghi luôn phải không? Anh để cuối cùng đi. Cho Kỳ Lân nghe đáp án của khách mời đi. Dạ dạ. Đó là Song Luân dự đoán. Bài này em nghĩ là viết nhạc nữa. Khúc giọng trầm á, với lại những cái quảng trung á, rất là giống một người từng gửi nhạc cho em luôn. Đó là Dixon Nguyễn. Dixon Nguyễn à, có đúng nha. Nhưng mà biên tên người ta sai nha. Lúc đấy là em cũng định cọp dê đấy. Nhưng mà em thấy tên nó cứ sai sai chính tả ấy. Thôi em không cọp dê mà nữa. Tên sai thiệt. Có nghĩa là trong cái cọp dê mình cũng còn nhận thức ra là đấy là sai chính tả. Nhưng mà đáp án của Luân là cũng có. Có cơ sở. Có ý đó nha. Huy tức ở chỗ là Luân nói là bạn thân với nhau lắm. Tập boxing chung. Mà tên đã viết sai luôn. Không biết đoạn này lên sóng rồi mặt mũi nào gặp lại người ta. Anh Trấn Thành dự đoán là Phạm Anh Duy. Có một thêm đáp án backup phía sau là Hồng Dương. Hồng Dương là không Lan Quyên đâu nhá anh mình.
đằng nào cũng sai mà bạn. Không có đáp án này tao viết được bao nhiêu tên thì đỡ bao nhiêu tên. Còn hơn trang giấy trắng. Còn đặc sĩ thì sao ạ? Đến giờ phút này thì bạn có tên nào khác hay không? Dạ em vẫn xoay quanh những cái tên đó thôi. Anh Chánh Phương, anh Vương, anh Tú, anh Hoàng Tôn, anh Dũng Hà Hakuta. Bây giờ thì tôi biết rồi. Bây giờ tôi cũng biết rồi. Thiệt ra em có bảo vệ thương chủ em rất là nhiều, bởi vì em là người nghe cái bản hát của anh ấy rất là nhiều lần. Khi nào em mở ra mấy cái tên đó em cũng quê lắm. Thì đó. Em cũng nghĩ là người đó đó cũng giống anh Thành đó. Xin mời vị đó đang hỗ trợ chúng tôi phần lộ diện của Kỳ Lân Lãng Tử ạ. Đó bắt được em. Trời ơi. Đó chị như ngựa là có thiệt. Tự giác hay là hỗ trợ? Tự trọng. Nào khán giả. Mở ra. Và đó là đó là thì cái giọng nghe rất là quen, rất cảm xúc, rất tình cảm luôn. Cái giọng hát này như vậy mà bao nhiêu lâu rồi, bạn đang ở đâu đấy? Em cảm giác là cái giọng hát này rất là quen. Em cũng có nghĩ đến anh Chánh Phương, mà anh Chánh Phương mix với lại anh Vương Tú. Mở ra. Ráng giấu đến phút cuối cùng. Đó là Dương Em Quân à. Xin chào Dương Em Quân ạ. Dạ có lẽ là phải đến bây giờ thì Dương mới có cái cơ hội chính thức được gửi một lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình The Mask Singer mùa 2 cũng như toàn thể ban cố vấn và ban nhạc tất cả mọi người. Một lời cảm ơn luôn ạ. Và với màn đội diện này rồi, chúng tôi sẽ thông báo là hội đồng cố vấn lần này vẫn chưa có ai được cộng điểm cả. Biết thân biết phận mà, nói gì đâu. Đâu có nói gì đâu. Nói gì đâu. Tại vì lúc mà ngay cả khi mà em đọc comment của khán giả em vẫn không tin được á. Mà em thấy comment tên US World là nhiều nhất luôn. Thật ra mà nói thì ca sĩ nào mà không có fan, đúng không? Yeah. Thì bây giờ fan vào thì phải comment thôi. Cái việc mà họ tìm ra được một cái gì họ vui muốn chết. Nó tìm ra được là comment liền thôi, đâu có giấu giùm nghệ sĩ đâu. Và mình chỉ nói thế này thôi, đây là một cái người hát rất là tình cảm, rất là có cảm xúc. Cho nên là đa số những bài nào bạn hát thì mình nghe mình cũng thấy nó rất là touching. Em cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Và thực sự thì những cái tên trong những cái tờ card của ban cố vấn thì đều là những người nghệ sĩ mà thực sự mà nói thì đối với Dương là những người nghệ sĩ em rất là ngưỡng mộ, như anh Hồng Dương hay anh Dũng Hà. Tất cả mọi người đều là những nghệ sĩ mà phải nói là có tuổi nghề và tuổi đời đều hơn em. Phải nói là có phần vinh dự khi mọi người nghe giọng em và lại nghĩ đến những nghệ sĩ đầy tài năng đó. Rất là vui khi được tham gia chương trình, bởi vì em nghĩ là không có nhiều sân khấu để cho một người nghệ sĩ như em được đại diện cho một cái gì đó lớn lao hơn chính em. Vì mọi người biết hình tượng em chọn là Kỳ Lân, ngoài cái sự đẹp đẽ ra này nó còn đại diện cho rất là nhiều thứ, như là sự thanh cao, rồi tình yêu, rồi những điều ước. Mà những cái đó thì em nghĩ là lớn hơn Dương Em Quân rất là nhiều. Thì thực sự rất là vui khi em được là một phần của The Mask Singer ngày hôm nay. Wow, cảm ơn bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ lặp lại một số những cái dữ liệu mà chúng tôi cung cấp. Ở một cái đoạn clip đầu tiên thì bạn có cầm một lá cờ, trên đó có các chữ cái, nghĩa là gì ạ? Thực ra nó là ICMP ạ. Là cái ngôi trường học viện âm nhạc ngày xưa mà em đã theo học tại UK. Dạ. Wow, em học mấy năm ở đó? Lúc em đi là năm lớp 10, thì em sang em học mất 3 năm cao đẳng. Sau đó em học thêm 3 năm đại học. Mà học về chuyên ngành thanh nhạc hay là chuyên ngành gì? Nó là về âm nhạc sáng tạo. Họ dạy rất nhiều về cái musicianship, nghĩa là trong làm ban nhạc đó. Wow, hay lắm nhỉ. Mà Edward là vai chánh của Twilight đó. Là... Vì cái thời điểm đó thì đúng là lúc Mỹ mình còn rất là trẻ anh Thành ạ. Thế nên là có đi xem phim với người yêu cũ. Đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nghe Edward là thấy Edward. Anh nó đẹp trai là ngầu đúng không? Macaron ngầu. Thấy đi trẻ mãi không già là em thích rồi. Thế cái thời điểm đó mình rất là thần tượng. Đó. Cái tên nó bút bó sang Anh thì cái tên Dương thì các bạn Tây các bạn nó không phát âm được. Dương thì nước ngoài hay phát âm là Duong hả? Duong dừa. Duong dừa. Em đúng là cái chữ Dương không phát âm nước ngoài được nha. Duong. Duong. Dừa. Dừa. Duong. Dừa. Duong. Duong. Còn bây giờ một cái hint nữa là có một cái đoạn clip là Kỳ Lân vẽ mỹ thuật là như thế nào ạ?
Để mà chia sẻ thì trước khi cái tình yêu âm nhạc chấm nở thì em đã có một cái khoảng thời gian rất là dài nghĩ rằng mình sẽ trở thành một họa sĩ, bởi vì mẹ em là họa sĩ tốt nghiệp đại học mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Và bố em lại là một người nghệ nhân gốm, thế nên là em nghĩ em có nhiều cái phần trăm sẽ trở thành một người nghệ sĩ tạo hình nhiều hơn là một ca sĩ. Thế nhưng mà mọi thứ vẫn ok, em rất đam mê vẽ. Cho đến năm lớp 6 thì em bắt đầu có một cái tình yêu về âm nhạc, và từ đó cho đến năm lớp 10 thì em quyết định là mình sẽ theo nó chuyên nghiệp. Rồi bây giờ bạn nói đi. Dạ. Nói đi. Trong trái tim bạn, con hà mã với con ông, con nào mạnh? Bây giờ bạn phải giải quyết cái chuyện này rồi bạn mới được ra về, chứ bạn không có... Cứu tôi trời ơi. Thực ra thì để mà nói để mà được lựa chọn thì em... Anh Kỳ Lân ơi, anh nghe thấy chưa? Con người như em là quý hiếm lắm á. Anh phải để ý em nha. Sẽ hơi tham lam một xíu đi không? Em sẽ chọn cả hai, vì thực ra cả hai đều có tạo hình bụng rất là bự, em rất thích bụng bự. Còn cái lý do lớn hơn thì là bởi vì cả hai đều có một cái giọng ca, một cái nói là không hiểu sao nhưng mà thực sự là The Masked Singer là một cái sân chơi em nghĩ có vô cùng nhiều những giọng ca hay, và đặc biệt là những giọng ca nữ. Và em cũng không khác gì một người khán giả khi nghe những giọng ca đó, em vô cùng ngưỡng mộ và yêu thích. Với Dương thì cái bài hit lớn nhất của Dương đến giờ phút này là Rung Động đúng không? Vâng, nếu mà được kể là một cái sản phẩm của Dương Edward thì là Rung Động. Nhưng mà nếu mà có một cái gì đó lớn lao hơn thì em luôn nghĩ đến các ca khúc Tình Đơn Phương. Là một trong những ca khúc đầu tiên mà đưa cái tên em đến gần hơn mọi người. Tuy nhiên thì bài đó là bài không phải của em. Là bài em nghe đó, là nghe rồi ông này ông hát hay dữ vậy ta, bài Tình Đơn Phương em nghe hoài. Đúng là Dương rất là phù hợp để hát ballad, thật sự nó cần một cái chất giọng của một cái người phải hơi lãng mạn, lãng tử một chút. Nếu mà hát ballad mà lý trí quá thì thật sự là không thể hay được. Mình cũng muốn hỏi Dương là ở ngoài đời bạn có phải là cái người lãng mạn hay không? Anh có thực sự muốn tìm hiểu không ạ? Dạ. Cho tôi nghe, tôi nhảy cả quá vậy. Anh có thực sự muốn tìm hiểu không? Chú Thành ơi, lại có thêm buổi trà chiều không vui nữa. Xích keo liền luôn. Anh lấy người khác tìm hiểu em được không? Không, nhưng mà đang nhắc tới bài luôn Rung Động. Hình như bài này năm ngoái mình có một cái trận battle hát bài này. Có một cái trận battle Rung Động. Dạ, có. Bởi vì cái trận battle đó em có xem luôn. Em nhớ là anh Hiêu Thần và Hồng Lúa. Hello. Em rất là thích, bởi vì em nghĩ là không có nhiều cơ hội để một ca khúc của mình được lên một chương trình lớn như thế này. Rất là hay ạ. Em có muốn cùng anh đi qua bao bão sầu. Em muốn được ở cạnh bên anh đến suốt đời. Một thế giới riêng anh và em, với những niềm vui hạnh phúc đắm say. Này, hay là hay nay nghe chính chủ đi. Thường là vậy đó, thường là chúng tôi muốn nghe cái chính chủ hát lắm. Nghe chính chủ khúc thôi. Làm khúc nhẹ đi nè. Xin mời ban nhạc giúp đỡ em đi ạ. Em có muốn cùng anh đi qua bao bão sông, có muốn ở cạnh bên anh đến suốt đời. Một thế giới riêng anh và em, với những niềm vui hạnh phúc đắm say. Anh muốn là người chở che khi em yếu mềm. Anh muốn được vòng tay xóa ôm em mỗi đêm. Liệu anh có thể là người em chọn sánh đôi? Wow. Và anh đã yêu em từ lâu lắm. Anh cảm ơn em hỏi sao? Sao Tiên? Phải công nhận là không có cái đầu mascot á. Là nghe âm thanh và nghe Dương cái là nhận ra giọng bản liền liền luôn á. Cái đầu nó cản trở nhiều á. Thực sự thì đúng là phải mặc mascot vào thì mới có thể hiểu được cái sự khó khăn của tất cả những nghệ sĩ mùa trước. Vì khi mà em xem ấy cũng nghĩ rất là đơn giản, từ Miêu Quý Tộc rồi đến anh Hiêu Thần, các mọi người mà chắc cũng không nổi quá khó đâu. Cho nên khi em chụp cái mũ này vào và mọi thứ thì nên khó khăn hơn rất là nhiều. Cản trở nhiều dạ, lắm. Và hát thì bị hụt hơi, các thứ rất là khổ, rất là khâm phục. Nhưng mà... Và quan trọng là thế này nè. Thật ra cái giọng của bạn nó rất là ấm luôn á, và kiếm những cái giọng nam mà ấm áp bây giờ nó cũng hiếm lắm. Tại vì đa số bây giờ mọi người hát theo cái kiểu hơi trendy một tí thì bay bay thì nó cứ nhẹ nhẹ làm sao nó. Cho nên là mình vẫn rất là thích nghe một cái giọng nó có cái nam tính, thì mình nghe mình sẽ cảm thấy cái bài đó nó... Nghe nó nồng nàn hơn. Đúng rồi. Mình hy vọng là bạn hãy giữ cái giọng này. Nó mất đi cái độ nồng nàn này thì nó tiếc lắm.
Và chúng tôi vẫn còn câu hỏi cuối cùng. Một câu mà chúng tôi thắc mắc, 150 triệu. À ừ đấy, ừ đúng quên. Ghi bao nhiêu sự xào xáo trong của em cô bấm. Đúng rồi. Không, thực ra thì cái sự chia sẻ của em lúc nãy là thật. Hả? Là em không có đánh rơi 150 triệu trong một lần. Mà đó là nhiều lần, cụ thể là 3 lần. Và 150 triệu ở đây thì cũng không hẳn là về tiền bạc. Mà nó là những cái lượng view trong những cái ca khúc mà em đã tự tay em xóa đi. Phải nói đây là một cái kỷ niệm rất là buồn đối với em. Vì như em nói thì mọi người biết đến em trước khi Rung Động là những cái ca khúc Nhà Hoa Lời Việt. Cụ thể là những ca khúc của anh Đan Trường, em rất là thích. Vì hồi nhỏ thực em nghĩ là không chỉ mình Dương Edward đâu mà rất là nhiều anh chị em, mọi người đã trưởng thành lên cùng với thế hệ đó. Tình Đơn Phương này, Mưa Trên Cuộc Tình và Cô Tìm Cho Cơn Mưa là ba cái ca khúc mà đã đưa em đến với khán giả. Và trong đó có Tình Đơn Phương làm ca khúc em vẫn coi đó là một cái may mắn. Và em vẫn thắc mắc là không hiểu tại sao mọi người lại thích mà nghe nó nhiều đến như vậy. Nhưng mà lúc đó thì là nó được 90 triệu view. Wow. 30 triệu view cho Mưa Trên Cuộc Tình và gần 20 triệu view cho Cô Tìm Cho Cơn Mưa thì em đã xóa đi. Em cũng rất là suy nghĩ rất là nhiều, nhưng mà đối với em thì luôn nghĩ rằng là đôi khi mình phải lùi một bước để mình tiến hai bước. Và em nghĩ rằng nếu có ai đã nghe và ủng hộ và yêu thích rồi thì em nghĩ mọi người vẫn sẽ ủng hộ và nhớ đến em thôi. Nhớ chứ, rõ ràng là vẫn nhớ tới cái bạn đó đấy. Nhưng mà về cái sự kiện này thì mình phải khâm phục bạn đấy nhá. Tại vì không phải ai cũng dám bỏ lại một cái hào quang trong quá khứ để tìm kiếm cho mình một cái hào quang mới đâu. Dù nó là gì đi chăng nữa thì nó cũng là một thành tích mà. Đó là một cái hành động đáng khen của một cái người nghệ sĩ mà hướng đến cái giá trị cốt lõi và trường tồn sau này cho chính bản thân mình. Mình tin vào luật hấp dẫn. Bạn nghĩ như vậy, bạn muốn cái điều đó xảy ra thì thành công sẽ đến với bạn một cách đúng với nghĩa mà bạn mong muốn nó, là bạn sẽ được thành công với những bài hát độc lập của riêng bạn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Có khi mà chúng tôi nhận được những cái hint mà bạn cung cấp với tôi, thường những thành tích của bạn thường sẽ là những con số mà dừng lại ở số 5, số 7 là như thế nào ạ? Thực sự thì cũng có một cái chia sẻ nữa, một chia sẻ đó chính là em cảm giác là từ trước đến giờ mình luôn có một cái gì đó khi là mình gần chạm tới rồi thì mình không chạm tới được. Đó là về những cái cuộc thi mà em đã từng tham gia. Thì em cũng đã từng thi với rất nhiều những anh chị, rồi những bạn. Hiện giờ thì mọi người đều là những ngôi sao trong bầu trời nghệ thuật rồi. Như anh Bùi Anh Tuấn này, rồi bạn Vũ Cát Tường này. Lúc thi thì mọi người đúng là mọi người luôn được một cái giải rất là cao và em thì thôi là đứng thứ hai thôi. Rồi đến Việt Nam Idol là cũng em chỉ dừng từ top 5 thôi. Và sau đó em tự nhủ mình là mình sẽ không thi nữa và mình sẽ tập trung vào những cái hoạt động nghệ thuật khác ở ngoài. Sau khi nghe những lời động viên rồi chia sẻ của các anh các chị ngày hôm nay thì cũng có một phần tự tin hơn, hy vọng là trong tương lai thì em sẽ có những ca khúc giống như Rung Động nữa. Em yên tâm đi, là trên đây không có ai được tới top 3 đó. Bà Phương có tới 3. Chị lên nói chung là cũng tầm top 10 hay là top 4 gì. Không ai được top 3, em yên tâm. Trời, mọi người biết như top ngày xưa em thi Việt Nam Idol, em không được vô cái top 1 triệu mấy nữa đó. Top mở thôi. Vừa gửi xe vô hát 3 câu rớt liền. Trời, dễ chưa? Dễ chưa? Dễ chưa? Tụi anh chị là cũng toàn là top mở, top pin được không mà. Chứ không có top 3, top 4 đâu em. Thứ hạng nó không có quan trọng. Nó chỉ là cột mốc, cái dấu ấn cho mình có một chút kỷ niệm. Cái chặng đường còn lại nó mới là cái chặng đường em phải đi lâu dài. Cuộc chơi nó ngắn lắm, cuộc đời nó mới dài. Cho nên là em tin anh đi, là dù cho em dừng lại ở thứ hạng mấy trong cái The Masked Singer này, hay là thứ hạng mấy trong trước đó, bao nhiêu cuộc thi của em, nó sẽ không bao giờ quan trọng bằng những gì em sắp làm sau này. Chắc chắn là như vậy. Này mà hay quá. Còn bác sĩ bạn chia sẻ gì ạ? Dạ vâng, chính bản thân em thôi. Em cũng tự đi tìm lấy em. Em khởi nguồn từ đam mê. Và em thích cái tên của em được mọi người biết đến với cái danh xưng được gọi là thế này, được gọi là thế kia. Và em không biết là những cái đam mê đó nó nuôi, nó thao thúc em mỗi ngày em cứ làm việc, em cứ viết, em cứ thất bại, rồi em cứ thất bại này dẫn đến thất bại kia. Đến khi mà cái giọng mà em được mọi người nghe cái là người biết ông này là ông Đạt nè. Em cũng đã bị ném đá rất nhiều về cái việc là phát âm của mình sai. Rồi những ngày đầu tiên em viết nhạc ấy cũng đâu có hay gì đâu. Mà em làm nhiều lắm, làm đến một ngày mà tình yêu thương của khán giả bắt đầu mọi người thấy được điều đó, mọi người lắng nghe đó. Dạ, em lì lợm lắm, em nghĩ là lì lợm chiến thắng tất cả. Yeah, cảm ơn Đạt rất là nhiều, chúc mừng Đạt với ca khúc mới của em. À, dạ vâng, cảm ơn. Wow, và bây giờ tôi rất là tò mò là không biết ngày hôm nay thì bạn sẽ hát ca khúc nào đây. Đầu tiên là em sẽ định hát Rung Động, nhưng mà thực sự để có một cái gì đó em đang ấp ủ. Và cái ca khúc này thì mới hơn Rung Động rất là nhiều. Nên và hy vọng là hôm nay thì em sẽ có cái cơ hội được hát một cách thoải mái. Đúng. Sau lớp mặt nạ. Tranh thủ tung luôn. Một ca khúc có tựa đề rất là đáng yêu, dành tặng cho tất cả những ai đang có một người để thương. Ca khúc mang tên Thương Em, sáng tác của nhạc sĩ Khắc Việt.
Wow.